Xin được kính chào các bạn. Đây là hệ điều hành Windows Server 2012. Tôi cài cái hệ điều hành này lên cái máy Dell nguyên chiếc OptiPlex. Và bây giờ tôi muốn cài cái USB Wi-Fi TP-Link 721N này lên cái hệ điều hành Windows Server 2012 này. Đầu tiên tôi sẽ cắm cái USB này vào cổng USB của máy. Tôi sẽ vào Control Panel để kiểm tra các bạn nhé. Ở đây các bạn chọn Lager Icon thì các bạn mới thấy cái danh mục hiển thị nó thế này. Đấy, tôi vào Device Manager. Như vậy đây là tôi đã thấy là có USB 2.0 đây rồi. Việc đầu tiên của chúng ta là thêm một cái service, cái dịch vụ gọi là Wireless LAN. Một thì chúng ta sẽ vào Add-on and Future đây. Đấy, nó cũng hiện lên cái bảng này. Thứ hai mà ở trong Control Panel thì chúng ta sẽ vào Program Future đây. Và nhấn vào tên Windows Future On or Off thì nó cũng lên cái bảng tương tự với các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn Next này. Next tiếp. Server thì như vậy chúng ta thấy đây là để nguyên mặc định. Bỏ qua Server Role, chúng ta vào Future đây. Ở Future chúng ta kéo xuống dưới có cái Wireless LAN Service đây. Rồi, chúng ta nhấn vào và chọn Next. Rồi, chọn Instant. Để quá trình cài đặt nó sẽ chạy đây, sẽ mất một lúc. Rồi, như vậy quá trình cài đặt xong, chúng ta close và khởi động lại máy. Đấy, nó rồi tiếp theo chúng ta sẽ chạy cái file cài đặt. Cái file cài đặt này tôi sẽ bỏ vào phần mô tả cho các bạn tiện sử dụng nhé. Ở đây tôi sẽ chạy cái file setup. Tôi sẽ chạy ở chế độ administrator các bạn. Quá trình cài đặt này thì chúng ta chỉ sử dụng next thôi, không phải chúng ta không phải tùy chọn gì hết. Quá trình cài đặt thì nó sẽ xảy ra cái lỗi màn hình xanh do tranh chấp driver đấy các bạn, nhưng không sao, chúng ta cứ để nguyên cho nó khởi động lại máy thôi. Rồi chúng ta chọn đồ sen, bên này chọn cancel. Rồi bây giờ tôi sẽ vào control panel các bạn, vào lại device manager. Bây giờ tôi sẽ update driver cho cái USB wifi của tôi đây. Chúng ta nhấn file chuột và chọn update driver and software bro. Đấy, như vậy chúng ta chọn đến cái chỗ mà chúng mình tải về và giải nén ra đấy. Chọn thư mục lớn luôn, trong đấy bao gồm rất là nhiều driver cho các hệ điều hành Windows Server ở Windows khác nhau. Đây. Rồi chúng ta ở đây chọn Close. Như vậy quá trình cài đặt đã thành công các bạn nhé. Đấy. Đấy. Như vậy ở dưới khai hệ thống đây.
đã hiển thị lên các cái wifi có thể bắt được sóng. Rồi bây giờ tôi sẽ thử vào connect vào một wifi. Đấy, như vậy là đã connected. Đấy, như vậy là đã truy cập internet thành công. Trước đó mình đã cài đặt cái USB Wi-Fi cho Windows Server 2012 R2 lên cái máy Dell OptiPlex thành công. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.